Sáng nay ngày 2 tháng 6, nhằm rằm tháng 4 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự và đông đảo tăng ni Phật tử đã đến dự. Đại lễ Phật Đản là lễ hội văn hóa tâm linh lớn của Phật giáo, là dịp để tín đồ, Phật tử và bà con có đạo hướng tâm sống theo đạo pháp, suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức, đạo đức, tinh thần từ bi, tính nhân văn cao cả, thực hiện những việc làm lợi đạo ích đời, góp phần mang lại hòa bình, an vui, hạnh phúc cho mọi người. Thời gian qua, Phật giáo tỉnh Bến Tre đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, nhiều tự viện đã được trùng tu xây dựng khang trang, cơ sở vật chất bước đầu đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng sinh hoạt Phật giáo cho tín đồ Phật tử. Bên cạnh đó, các tăng ni Phật tử tỉnh nhà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ thiện nhân đạo, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Thông qua đại lễ, Giáo hội đã giáo dục tăng ni Phật tử về những giá trị văn hóa, đạo đức, triết lý nhân sinh sâu sắc của Phật giáo, qua đó quy tụ nhân tâm, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và tạo niềm tin của tăng ni Phật tử vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Đồng Khởi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Cùng thời gian này, Ban trị sự Phật giáo các huyện, thành phố, các tự viện trong toàn tỉnh Bến Tre cũng đã tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 với nhiều nghi thức Phật giáo trang trọng, cùng với đó tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương.